dạ vâng em số phải đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ luông mật thì trong một cái video ngắn của ngày hôm nay số bên em lại xin giới thiệu tới các bác những cái vật tư không thể thiếu được trong nghề luông mật thì đi chi tiết về từng cái vật tư để cho các bác cùng tham khảo này thì đầu tiên là về bộ quản chúa và kim di trùng để đối với các bác nào muốn làm chúa nhân tạo ấy, thì các bác không thể thiếu được cho mình cái bộ quản chúa và kim di trùng như thế này đối với cái quản chúa này thì những cái đầu nhọn ở đây này đấy đã được uh, tiện đấy làm vừa tầm đối với cái mũ chúa nhân tạo của các bác khi các bác làm nhé còn là về cái, cái kim di trùng đây thì uh, để gắp cái con c làm sao mà cho nó chính xác này đấy, nó không bị tổn thương để các bác làm con chúa ra thì nó sẽ khỏe mạnh đấy cái bộ này thì nó rất là rẻ thôi chỉ có vài chục nghìn đồng là các bác có thể sử dụng được thôi còn à, tiếp theo thì đến uh, chuẩn bị vào đến cái vụ khai thác mật uh, hoa vải ở miền Bắc rồi. Thì đối với các bác ở miền Bắc uh, thì không thể thiếu được cho mình những cái giọn nhốt chúa bởi vì hiện tại ong uh, uh, nó gặp nguồn mới lên rất là căng cái cái tình trạng mà chia đàn này. Đấy, nó diễn ra là nó chuyện là chuyện rất là bình thường ở cái vụ hoa này thì à, đối với các bác mà muốn uh, nhốt tướng ấy, đấy, nhốt tướng tránh tình trạng chia đàn ấy, thì các bác có thể là tham khảo những cái dọ nhốt uh, tướng ở đây thì à, đầu tiên là cái dọ nhốt tròn như thế này các bác này đấy, được làm bằng nhựa các bác nhé hoặc là những cái mẫu dọ nhốt uh, hình chữ nhật như thế này đấy nó đều rất là đơn giản thôi và nó rẻ tiền đấy, nó chỉ có vài nghìn đồng trên một cái thôi hoặc là cái dọ uh, nhốt tướng bằng thép đây đối với cái dọ này là cái dọ truyền thống này Đấy, sử dụng thì mỗi bác sử dụng quen thì nó về một cái dọ nhốt thì nó cảm thấy nó phù hợp thì cơ sở em là bán tất cả những cái dọ nhốt tướng để cho các bác cùng tham khảo À, còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái cửa chắn chúa đấy cái cửa chắn chúa này thì vào vụ mật này thì các bác là luôn luôn là phải cần đến rồi đấy, cái cửa chắn chúa này thì nó sẽ có hai cái lỗ ở đây này để các bác ví dụ các bác gài và các bác đóng cho mình một cái đinh vào cái cửa thùng ấy để các bác chắn vào thì cái con ong thợ thì nó vẫn đi làm qua được còn uh, con ong chúa thì uh, nó không thể chui được qua cái khu vực đây đấy, không thể chui được qua cái khu vực đây các bác nhé đấy thì các bác có thể là giữ cái con tướng ở lại và tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác về cái mỏ hàn chân tầng. Thì đối với các bác mà ong đang chia rất là mạnh rồi thì các bác có thể là tham khảo về hai cái mẫu mỏ hàn chân tầng như thế này. Và cái mẫu mỏ hàn chân tầng đầu tiên đây là cái mẫu mỏ hàn bánh xe. Thì cái mẫu bánh xe này thì nó sử dụng trực tiếp bằng điện lưới 220V. Đấy đối với các bác mà hàn nhiều thì các bác có thể là cắm trực tiếp đấy vào cái điện lưới của gia đình nhà mình. Đấy các bác đây về cái đầu này thì các bác sử dụng này. Đấy, cái hàn cái này thì nó rất là dễ thôi để các bác có cái này rồi thì không phải chế bất cứ một cái gì cả để các bác uh, mua một lần thì các bác có thể là dùng cả đời đấy hoặc là cái mỏ hàn uh, rãnh thì ở uh, đây là cái mỏ hàn rãnh này đấy thì cũng uh, tùy thuộc vào các bác là làm cái nào quen thì các bác uh, mua cho mình cái đấy. đấy ví dụ rãnh làm quen hoặc là bánh xe làm quen thì các bác đặt riêng cho mình đấy thì bên cơ sở là bán hai loại chính một là bánh xe hai là rãnh đều là hàn rất là hay và tốc độ rất là nhanh Đấy, một video ngắn thì ở số bên em xin giới thiệu tới các bác những cái vật tư mà không thể thiếu được trong nghề nuôi ong để bác làm xem được cái video này cần cho mình cái vật tư nào thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy. còn một video ngắn thì em xin kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.